Vâng, quý vị thân mến, và để tiếp theo chương trình thì xin mời chúng ta sẽ cùng đến với câu lạc bộ Ban Mai, câu lạc bộ ít người nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay để chào đón sự trở lại của câu lạc bộ dân vũ Ban Mai với nhạc phẩm No Never No Number. Dreams are flying, dreams are never.